Đấy nha, sau khi bạn nhận được một cái tin nhắn như này nha, bấm vào đây để tải xuống. Ở đây nó có chữ tải xuống nha, bạn bấm tải xuống ấy, thì tự động ở trên này bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái mũi tên này đang tải xuống. Bạn kéo xuống ấy, thì bạn thấy bao giờ nó tải xong thì bạn bấm vào bạn cài. Đấy nha. Tải xong nhá, khi bạn bấm vào tải xong ấy, thì nó sẽ có yêu cầu bạn cài đặt nhá, nhưng mà một vài các dòng máy ấy, là nó sẽ không cho bạn cài đặt ngay và nó yêu cầu bạn truy cập vào trong phần bảo mật ấy, màn hình và bảo mật để nó tích vào trong cái phần không rõ nguồn gốc. Thì cái phần không rõ nguồn gốc ấy, nó giống như thế này. Đấy, nó giống như thế này. Đấy, bạn chỉ tích vào đây. Và bạn phải vào trong cái phần màn hình và bảo mật này, ở đây có phần không rõ nguồn gốc, bạn tích vào đây là xong, là bạn có thể cài được luôn. Bây giờ quay lại cái phần cài đặt ở đây nhá. Đây. Mình vừa xong, mình không biết nó nằm ở đâu, bây giờ mình tải lại một chút. Tải nhanh thôi mà. Đấy nhá, tải xong bạn bấm đây nhá, rồi sau đó bạn bấm cài đặt nhá. Máy nó sẽ cài đặt này. Máy của mình thì nó không cần phải yêu cầu tích cái đấy, tại vì bọn mình đã tích rồi, còn có những một vài người đấy. Cài xong rồi bấm mở thôi là xong.